Nay xăng dầu lên giá đắt đỏ quá nên mình chuyển qua mình dùng xe đạp nha các bạn. Đó, nhưng mà trước khi đi xe đạp thì các bạn phải làm sao? Phải làm sao nè? Phải chuẩn bị, phải kiểm tra hết tất cả những gì mà mình có thể hiểu biết về nó. Ví dụ như là cái bánh trước nè, coi nó các bánh nó có xẹp hay không. Đây nè, như này nhìn thấy bánh sau nó xẹp lép nè. Đó rồi cái tay lái nè, rồi thắng nè. Đó, bóp thắng các bạn, rồi quẹo qua quẹo lại coi mình quẹo được cái cổ nó có bị gãy hay không. Đó. Rồi cái yên nó có phù hợp với mình không? Nó cái này nó thấp quá thì mình cho nó lên cao. Cao quá mình thả nó xuống thấp. Rồi, cái này là cái toàn bộ những cái mình nói về tiếng Việt ha, bây giờ mình chuyển qua tiếng Anh nữa các bạn nha. Ngày xưa mình đi cách đây chừng 2 năm thôi, khi mà Tây họ còn ở qua Việt Nam mình đó, chưa có bị Covid đó, năm 2019 đó mà. Thì người ta đi mình dẫn nguyên một đoàn đó, cái đi họ mình nói là sắp vô hàng một đi cùng một hàng, không có đi hai hàng để nhường đường cho xe người khác họ đi nữa, rồi cách khoảng một thước để phòng trường hợp là xe trước có thắng là gấp á, thì xe sau mình không có đụng tới xe người ta, họ đụng tới xe của bạn mình ở phía trước đó, mình kịp phòng bị hết các bạn. Thì cái mình nói sắp vô một hàng một, quanh lại cái khách họ nói không phải vậy đâu, không phải nói như vậy, mà họ nói là họ dùng cái từ gì đó bạn. Các bạn biết không? Biết dùng từ gì không? Từ lạ không? Single file. Single file. Single biết là phải không các bạn? Đơn độc. Còn file là cái hồ sơ. Cái mình nghĩ mình nghiệm hoài không ra. Mình tưởng đâu là file là tốt. Không phải. File là cái hồ sơ. Tập hồ sơ. File. Rồi đúng rồi các bạn. Đó. Cái mình nghĩ. Single file vậy là cái tập hồ sơ đơn độc à. Không, cái cách nói họ là như vậy, mình chấp nhận nha các bạn. Nó họ nói bóng bóng gió các bạn. Rồi bây giờ các bạn biết hết rồi ha. Bây giờ nhưng mà từng bộ phận các bạn đã biết chưa? Cái này là cái steering wheel này. Nó là cái wheel in the vehicle that the driver turns in order to make the vehicle go in a particular direction. Đó. Nghĩa là nó là cái bánh bánh lái, nó là cái bánh để lái các bạn. Trên xe hơi á, là cái cần để lái nè. Đó, để quẹo qua quẹo lại, nó điều khiển cả chiếc xe. Đó. Để di chuyển cái xe đến một cái hướng mà mình có dự định đó. Thì cái này bánh lái ha. Rồi. Rồi. Nó nhiều lắm, các bạn nhìn vào cái tư liệu này nha. Rồi các bạn thấy không? Cái này là cuốn từ điển bình thường nè, Oxford Advanced Learner's Dictionary. Rồi, cuốn Cambridge nữa, cuốn Cambridge đẹp lắm các bạn. Các bạn thấy ha. Cái đầu trên mình phải có cái helmet, helmet để trường hợp mà các bạn ngã té hay là có cái vật gì nó rơi lên đầu của các bạn. Còn cái pump này á, là cái bơm xe đạp nữa các bạn. Thấy không? Thì ở đây mình dùng cái pump đây nè. Đó, mình dùng cái pump thường mà họ hay bán bên ngoài đó. Thấy tháo các bạn. Rồi, cái lock. Lock là cái khóa các bạn biết ha. Khóa thì nó nhiều loại khóa các bạn ra mua ở ngoài nha. Rồi coi trên cái xe nè, cái yên để mình ngồi nó gọi là cái gì, cái shadow đó, các bạn có thấy cái shadow này không? Cái shadow này, shadow cái này, shadow. Rồi cái steering wheel biết rồi ha. Thì cái bánh trước nó là cái gì bạn? Cái bánh trước nè, mà toàn bộ bánh trước nó là cái gì? Cái gì bạn? Bánh trước, bánh sau. Nó là cái wheel đó, cái wheel. Front wheel, wheel,
Rồi cái tháng trước, tháng sau, front brake, anh thấy không? Front brake, rồi cái tháng sau, rear brake, này. Cái đèn trước, đèn sau, front light, rồi rear light. Cái đèn, tại sao dùng đèn sau bạn? Dùng đèn sau là để cho khi mà ai đó trong đêm họ chạy xe họ nhìn thấy các bạn, họ không có đụng các bạn, nhất là buổi sáng sớm ấy, thấy các bác hay chạy xe đó thì các bác lớn tuổi họ họ thấu hiểu điều này, họ làm chu đáo lắm. Rồi bà em, cái bà em, rồi đọc qua nha các bạn, cứ coi cứ dở sách ra coi ha, rồi dò trên cái xe của mình nha. Handlebar, cái tay cầm trên cái xe, handlebar, đây handlebar, brake level, đó là cái này xe cuột cho nên nó có cái brake level để điều chỉnh cái mức độ thắng các bạn, và crossbar, cái crossbar. Crossbar này đâu, crossbar Fox, Fox là cái cặp này các bạn, Fox hộp, các bạn thấy hộp 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 đó là cái lõi bên trong cái xe bánh xe trước các bạn, spoke 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 là cái cầm cầm xe đạp ha các bạn. Rồi van, van thì biết rồi, bơm xe nó có cái van đúc cái lỗ vô cái đầu ống bơm vô mình bơm, reflector, reflector cái đèn trên cái bánh xe đó, reflector để nó phản chiếu, front brake, rồi suspension, suspension là cái phụ nhúng các bạn, suspension, suspension cái nhúng này, rồi water bottle cái chỗ để bình nước nè, water bottle có cái bình nước nó thấy không. Rồi crank, cái giò gà, cái crank đó. À, crank. Crank cái giò gà đó các bạn. Chair lift trên cái bàn đạp xe đó thì có cái chair lift nè. Chair lift nè, đó. Các bạn để xỏ cái chân vô, chair lift. Chair lift. Rồi cái pedal nè. Pedal. Đó. Chain wheel, cái bánh chuỗi dây xích nữa bạn, cái dây xích là cái chain đó. Rồi ở phía sau có sprocket này, nó là cái nguyên cái bánh răng ở bên trong nữa bạn, cái cụm bánh răng này, bạn thấy không? Sprocket gears, các bạn thấy cái gear bộ phận này không? Để điều chỉnh cái chuỗi dây xích này các bạn. Là cái chain dây xích đã biết ha, rim, rim là cái vành nữa các bạn, rim, rim của nón lá chẳng hạn, rim của cái vành bánh xe. Rồi các bạn dò lại trên xe của mình nha. Vậy thì khi xe mình chạy mình nên chuẩn bị gì nè? Bạn nhìn cái xe ha. Rồi. Don't ride the bicycle which is not the right size for you. Thứ nhất là đừng có chạy xe đạp mà nó, đừng có leo lên chiếc xe đạp mà khi mà nó không phù hợp với mình. Nó cao quá hay nó thấp quá, phải điều chỉnh cái size của nó.
Điều chỉnh size nó như thế nào. Có cái này đó bạn. Đó, tháo ra cái này nhờ mấy anh trai giúp cho nha. Rồi hạ lên hạ xuống để cho nó phù hợp với mình. Nó giống như tập võ cũng vậy, hay là đi xe Honda cũng vậy. Nhiều bạn nhìn như con ếch vậy mà cưỡi lên cái chiếc xe nó rất là to lớn thô kệch, thì bạn để ý cái đó. Giống như là mặc đồ cũng vậy, nó phải phù hợp với mình. Rồi điều thứ hai, check the prices before using it and make sure the price and steering wheel work properly and the tires have enough air in them. Coi như kiểm tra cái xe đạp trước khi sử dụng nó, và phải đảm bảo là cái tay thắng các bạn, cái thắng ha, với lại cái steering wheel, cái bánh lái các bạn, nó phải hoạt động tốt nha các bạn, properly. Và cái tires là cái bánh xe, cái vỏ xe đó, nó phải có đầy đủ không khí bên trong, nó phải cứng cáp nếu bạn, nó không có bị xì hơi, không bị sẹt đó. The tires have enough air in them. Rồi when riding a bicycle, điều thứ ba các bạn, always use cycling track at the side of road when there's one. Các bạn luôn đi bên bên mé bên cái đường dành cho xe đạp nha các bạn, đừng có đi lấn tuyến ra ngoài, nó nguy hiểm. Nó ra ngoài các bạn thấy một cái xe tải hay gì đó nó đi, nó họ hoặc là mấy bạn trai tuổi teen đó các bạn, thì họ thích thể hiện, họ chạy ào cái họ cuốn bạn, cái họ bạn lăn ra giữa đường, nó nguy hiểm lắm. Cứ đi chậm rãi bên mé cái làn đường của mình ha. Điều thứ tư nhớ bạn là don't ride too fast, especially when going downhills and turning corner. Là đừng có chạy quá nhanh, mà đặc biệt là khi các bạn đi xuống dốc đó bạn, hoặc là các bạn quẹo quẹo góc. Ví dụ tới đó các bạn quẹo, chuẩn bị quẹo qua rẽ qua bên phải, hoặc băng qua đường bên trái đó, hoặc là bạn đổ dốc xuống, các bạn đi quá nhanh thì các bạn sẽ không điều khiển được tốc độ của các bạn, rồi các bạn không quen các bạn dễ té nha, té cái nguy hiểm. Rồi điều thứ năm, control the speed of your bicycle with your brakes, but always use them gently. Coi như là các bạn dùng cái tay thắng đó bạn, các bạn phải tập quen dần với cách sử dụng nó để cho nó mượt mà và êm dịu nhất có thể. Mình dùng giống như nhìn mấy bạn múa wushu, nó cầm cây kiếm múa, cứ tưởng tượng như là cánh tay nối dài của các bạn ấy, các bạn múa rất là điêu luyện. Thì đó là cái phải sử dụng một thời gian lâu dài để mình có thể thành thục như vậy, hoặc là các đầu bếp nữa, rồi những người thủ công nữa. Tại sao họ lại điêu luyện như vậy, là chẳng qua vì họ có một cái thời gian đủ để tôi luyện cho cái nghề nghiệp của họ trở nên chuyên nghiệp các bạn. Rồi điều thứ sáu nha các bạn, when in group always try in single file. Đó thì cái điều mà tôi nói với bạn, khi sorry cái file nó chương trình nó dài, nó không cho phép nó hết. When in group, always ride in single file. Đó khi nãy tôi nói với bạn là đi xếp hàng một các bạn, khi mà đi một nhóm đông các bạn mình có lớn tuyến. Rồi điều thứ bảy là always keep to the side of the road, don't ride in the middle of the road or way back or and fall on the road. Nghĩa là các bạn đừng có
coi như luôn luôn giữ đường lối của bạn đi ở bên cái side của xe đạp, bên cái lối của xe đạp đó bạn, bên đừng có đang đi cái đột nhiên cái các bạn quay đầu hoặc ngược lại mà không có xi nhan cho người phía sau họ biết, họ tông lên các bạn, hoặc là đang chạy cái đột nhiên bạn đổ ra đường ấy, là cũng nguy hiểm. Rồi thôi, cái chương trình của mình chắc kết thúc ở đây để mình duyệt lại cho các bạn nha. Don't ride a bicycle which is not the right size for you. The second, check a bicycle before using it and make sure that the brakes and steering wheel work properly and the tires have enough air in them. The third, when riding a bicycle, always use side and track at the side of the road when it's gone. Number four, don't ride too fast, especially when going downhills and turning corners. Number five, control the speed of your bicycle with your brakes, but always use gently. Number six, when in group, always ride in single file. Number seven, always keep to the side of the road. Don't ride in the middle of the road or way back and fall on the road. Ok, good luck to you. Chúc các bạn đi xe an toàn và có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình các bạn nha. Rồi, bye bye.